Dạ chào bà. Ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày nơi đầu trường xó chợ. Một kẻ ăn mày khốn khổ à? Phải. Vậy ông cần gì? Bạc dạ, tiền hay cốt gạo? Tôi là kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ. Nhưng hôm nay dụng mì tôi đến đây không phải để khất thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mộng nhớ. Gặp ngay, gắn bà hổn lâu. Mì là ai? Đây. Là ai? Bà hãy nhìn kỹ khuôn mặt khốn nạn này là ai. Kìa, Trần Bảo. Dương Thảo Năng. Đừng Bảo ơi, em gian anh chưa đến gần. Tại sao? Tại sao em muốn lánh mặt anh và Hạ Dương Thảo Năng? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngủ nên đành phải quay lưng cuối mặt mà trốn chạy người xưa. Thảo Năng, để cứu con đi chuyện tình ngang ngay. Cho dù lòng em vẫn còn còn nhớ Thảo Năng, những kỷ niệm vui buồn của ngày ta sống bên nhau. Vì tại làm sao vừa gặp lại nhau em chẳng vui mừng. Trương Bảo, xin anh hãy xem em như người bội phạm. Vì tại em là bóng đó phụ nhân. Trời ơi, về ba từ bé lâu nay bị cầm giam trong ngục tù tâm. Làm cho lỡ trong môi tâm mắt bi kem xanh tóc mây ra rời mau nỗi nhớ niềm thương nơi đứt con tim. Làm cho ai phải ngày ngày mòn môi nhớ mong đêm cánh dài ta tèo thương đời quá lạnh lẽo chốn cô phòng. Tôi muốn gặp lại cô nhân, nhưng sau khi thoát chết trở về đây tìm người yêu cũ. Nhưng có ngờ đâu đầu mộng ngày xưa không còn nữa, vì người của tôi yêu nay rẽ lối sang thuyền. Xin anh hãy xem em như người đã chết. Thảo Năng, thà lại anh chẳng ghi niệm năm xa cướp với cành na. Cành na đã sớm rơi mau, còn đâu một màn mây bay, còn đâu kỷ niệm nồng nàn. Xin trả lại ngày xưa. Ngồi nghe đâu một tâm hồn. Xin nay hãy cố quên. Bà vẫn còn yêu tôi thì tại vì sao bà đổi bên sang Trần Bảo? Một cô thôn nữ ở bên sông xưa ngày gài giặt lúa mà nay thành tổng đốc phu nhân. Trời
tôi đã lầm khi đem giả yêu thương xây đơn bài ca. Tôi từng đau khổ sầu đã làm cho bà tặng mái nhan sắc nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng xô. Hết rồi, Dương Thảo đang. Để liên tục chương trình, Mỹ Tiên xin gửi tặng một bài tân cổ. Mà bài hát này Mỹ Tiên đã từng tham gia cuộc thi chuông vọng cổ 2019. Đây là một kỷ niệm đẹp của Mỹ Tiên xin nhắc lại với một bài hát Màu Hoa Bí, nhạc Võ Đông Điền, là vọng cổ Lâm Viên. Xin mời cùng thưởng thức ạ. Tiền nói trước. Trời ơi, quà tình yêu đôi bằng bằng của mẹ. Mẹ ơi. Kìa, Thúy Tiên, Thúy Tiên à, mẹ, mẹ như thế nào em? Đừng đóng kịch nữa. Thúy Tiên, ông là một tên tướng vương giết người. Thúy Tiên à, ông đã lừa dối tôi, dập mờ lên tình yêu trong trắng của đời tôi. Thúy Tiên, Thúy Tiên à, em nói gì mà anh không hiểu? Đây, hãy giữ chiếc nhẫn hột xoạt 15 ly đó. Thủy và Tiên nên hả? Nhớ rằng giữa tôi và ông chưa yêu. Sao vậy em? Được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng chuyện gì nói cho anh nghe. Người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con tôi của người. Lấy bàn tay người tôi giữ tình yêu,
vào cơn đam mê điên loạn cái giữa tôi và ông. Có một con đường duy nhất là đường ông mong đi đường tôi. Tôi bưng nỗi ngã chia ly phương trời ly biệt. Ông bước vào cơn đam mê điên loạn còn tôi đi bước đau thương mà nghe triếu nặng tâm hồn. Thủy Tiên, kẻ chủ mưu Thái ơi là chủ tình tôi vào trong uy lăng mặt đất cuốn quay màu trời như yên đó ta như cây sáng không hồ đèn dần nhờ kiêu la. Không, Thủy Tiên à, Thủy Tiên, tại sao em cứ quyền rủa anh mà em không cho anh nói? Em có biết là anh đang đau khổ lắm không em? Là anh sắp điên loạn không? Mong mai còn gì nữa đâu, mong diễn trò bi thương đau khổ này đêm lộ ra tung tung nhắc vui khi ở tim tôi mối tình trong đất lòng nhân trong yêu sao một giờ tan nát thằng gì trong gương mặt của tôi những gì mà tôi nói ngàn chia ly thì em đau vui trong lòng anh ai nhắc lại tình còn đau yêu thương ước gì trong năm thời quyền dài hận tù. Còn em là ánh nắng ban mai là cội cành xanh lá chú chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm. Thì xin em chết rồi ra đi trở thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió giăng. Sẵn sàng chết trước mặt của em đã. Cuộc đời của anh nó lần đần lao đao, dối mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt lệ xanh kỳ diệu, tươi mát đời anh vời với tình hồng. Trời ơi, lại đường mà che giấu tâm lòng gian dối. Tôi lầm tình yêu một kẻ yêu hẹn, nghe đau nhói buốt thế đầu nơi. Thủy Tiên, Thủy Tiên ơi, lời kết án của em càng lời dao nhọn. Anh xa rời như kẻ bị khoanh tay. Không, anh không như lời suy đoán của em đâu. Anh vô tội mà, anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ? Một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc, quay được chọc trời chưa từng rúng sợ chi hiểm nguy. Em đừng hiểu lầm rồi làm tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa nhìn
Tiên. Nhưng em cho anh biết, ai đã nói với em anh là thủ phạm? Ai? Chính là bác Sáu. Thôi, nếu bác Sáu nói đúng rồi thì thôi, không có đường nào cử hết trơn rồi. Không được, và Thúy Tiên xin cảm ơn những cành hoa thân thương quý vị đã dành tặng cho một lớp trích đoạn vừa rồi rất nhiều. Dạ. Kìa, Thúy Tiên, tại sao em lại đến đây? Em đến đây gặp anh lần cuối, rồi em sẽ... Rồi em sẽ theo chồng. Không phải không em? Anh Dũng, thôi em hãy về đi. Thôi em hãy đi về, em vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm gì, còn dân hương làm gì. Ai thật lòng yêu ai để bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là phiền thoại. Anh đừng giận em, kia chỉ chán mùa thương nhân đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia sẻ đôi ta, anh biết làm sao hơn. Rồi tình cũng chia ly. Về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Lần này nữa thôi là ta chính biết nhau rồi. Trời ơi, vậy mà từ bé lâu tôi cứ thầm thương trộm nhớ, ngỡ rằng cuộc tình không ngờ đâu định số đơ đeo phải bắt hai ta chia xa trong đau đớn nghẹn ngào. Lần này nữa tôi rồi chia xa mãi mãi. Người yêu ơi, anh đau cũng trong lòng. Lần này nửa mai mình xa rồi, lời nào người nói chi rồi xa nhau. Đường tình đôi ta nay đành dây tay nhau, lời nào người nói đi người ơi. Tình mình đã chết thôi mong ban đầu, lời nào người nói đi rồi chia xa. Giờ thì ai đã không còn đó nữa, tình mình đã chết thôi còn đó.
vậy thôi, chứ anh đầu có giận em đâu. Bởi tất cả là do ba em sắp đặt, hai ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận đôi ngả đi mỗi đứa một đời. Anh dừng thôi. Rồi đấy anh sẽ hiểu. Em hãy về đi, em hãy về đi Thúy Thị ạ. Rồi đấy anh sẽ hiểu và sẽ thương em nhiều hơn nữa. Còn khóc với em thôi buồn chi. Tình này ngang đến tình đợt duyên rồi, thì thôi em quên, em quên chuyện xưa ta đâu cho nhau bao kỷ niệm. Vui về với anh. Bảy về, về về em về đây lỡ không luôn đó. Cái chờ có hồi nào và năm nay bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo là chờ mơ quên. Ở nơi đó tôi có một người mỗi chiều chiều nàng ra bờ sông giặt cao, ra bờ sông đêm đêm mưa đuôi mà áo mười có anh mà thân em mong người ơi.
bà con của bác ơi, chúng tôi đã yêu nhau 4 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, còn mẹ quay ngang và bảo: Bảo sao vậy anh Đức? Thằng Đức tánh nó cọc cằn, sợ sao vậy, về bị con Mỹ Tiên nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng vàng chưa chịu cho ai đương, cùng nhau kết nghĩa ta vì anh sợ lắc đầu và tiếng nói không, rồi đứng ngó quanh đứng dậy lòng vòng, chỉ riêng buồn lòng cho người đi kẻ cầu càng để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ anh nhìn theo con nước lớn, có dòng nước nào trở về vợ mới thăm mẹ. Trời xa hình như anh thấy chiếc áo nàng ơi, dòng sông chờ mới người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn trầu gắn. Rồi gặp anh hai, anh bảo. Bảo gì em? Bây giờ đã là thượng sĩ. Trời đất, tánh nó hiền lành được đồng đội thương dân quê. Nghe nói chưa tròn cầu chi quái, trầu trên tay ngừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Yeah.
bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Nếu một lần xe duyên không phải bên thì trọn đời cũng khó mà thôi. Anh chưa về thì điêu gương còn bóng giặc, thương nhớ em nhiều sao chờ mới thủy tôi. Nhớ mẹ hiền lành với lòng khoan khoai, nhớ bên sông xưa em giặt áo muối trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, bác sáu đã bằng lòng em không còn sợ mặt anh nữa. Hơn 20 năm chợ mình vẫn là chợ mới, có 4 năm chờ lâu lắm phải không em? Dạ, liên tục chương trình Dẫn Hồ Quyền xong ca cùng với nam nghệ sĩ Hồ Bên Đường với lớp trích đoạn được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa, và sẽ cùng thưởng thức trích đoạn này. Ba Sáu thích cho lắm. Tâm ca ơi, giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh có biết rằng ngày mai này em sẽ là cô dâu mới, mình sẽ không còn nữa gần. Chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xuôi năm, đạp sương hàng đôi gió tuyết trở về đây. Đôi gió tuyết trở về đây. Vậy để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện chi? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ sắp đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ thì mới hay rằng người con gái ấy đã sang sông. Thôi ông đừng nói nữa, chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ đã đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán là xin bà hai dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, có một phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề ngón hẹn điền, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu.
chồng nói như nghẹn ngào nức nở. Nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ yêu nhau, có phải chắc là kẻ xa đi và để lại sau lưng niềm trong mắt không là ai. Bà ơi đi như tôi và bà không thể non thẹn biên, thì giấc mơ kia cùng đâu còn gì nữa. Thế dù tầng hôn đang nồng nực chồng, bà đã tận hưởng một cuộc sống vàng son quá mong, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho chậm trời xa không bao giờ bỗng sông hồ. Quyết định của sư mẫu em thì làm sao em cãi lời người đưa tập ca bên anh đã yêu như em mà. Bà ơi dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên về đường hạnh phúc, có tiếc thương cũng đành đi biệt, mong mẹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa đêm sương. Thì thôi đường bà chẳng có quan hà một sáng mùa thu, tôi sẽ dừng chân nơi thuyền tôi có nhà để lắng nghe chim nguyên rộn xa kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên cạnh chồng và những đứa con ngoan, còn tôi với cuộc đời không định hướng gió bụi sông hồ đã chịu đắp nước chân quang. Bây nhiêu đó thôi rồi, bà hãy về đi. Xin anh hãy nghe nói về đi nghe. Đôi mình xa cách ta tác đều tôi, còn vậy phút mê thôi vắng xa suốt đời ngã. Ngã mùi tôi ngã từ đây thôi ngưng mòn thương hồn, xin hãy nắm lấy tay ngã lần sau tôi rồi không cần lau lệ tiễn đưa nhau. Bàn tay tình yêu không lưu giữ được thì chỉ còn ướt mắt đồng quanh miên, rồi từng chiều buồn lần sau cuối, rồi sáng mai này vào chốn giang nguy. Tâm ơi, bây giờ đã sắp hết mùa thu, những cõi ngô đồng hàng thiếu trơ trời, những bầy chim sao xác trở về ngang, làm cho nỗi ly tan càng thêm buồn thương.
Mưa nghẹn ngào
cũng thăng trầm. Mẹ dần như sen thôn ngát giữa ao đầm, con chưa đủ lớn khôn đảm thầm xa mẹ, vì vướng nợ tơ tầm còn đơn lẻ xứ người ta. Bỏ mẹ một mình thời gian cứ trôi qua, bạc nỗi nhớ mong tuổi già dương lên tóc. Cứ mỗi đêm mưa là mỗi lần con bật khóc đường đất. Mùa này mẹ khó nhọc nhiều hơn. Năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con trong mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đường tình thương. Xa đến câu đêm mưa nghẹn gào nức nở nhớ mẹ cùng ngồi trăng trở giấc mơ đời. Phận long đong thương nhau gần ấy mà không được chung đường. Dạ cảm ơn bác. Chim quý còn ăn trái nhàn lòng, chim kia còn khuyên nhau mà đổi bạn tâm đồng sao nghe bác. Họ đồn đôi ba bữa nữa bầu phải theo chồng cách mấy sông sâu. Sông sâu còn bắt được nhịp cầu hai đứa mình sầu, biết cùng ai san sẻ. Dù gì ngày mai bầu cũng đi lấy chồng rồi, bây giờ bầu không nói gì với tôi.
lòng. Buồn hay không rồi bóng cùng theo chồng. Tôi biết gái của chồng như chim lòng đá chậu, nhớ cửa nhớ nhà. Tôi nghĩ chắc cũng lâu lắm mới về thăm. Tôi nhờ cái này được sao bậu? Cha mẹ già quá quặng số hơn, xin nhờ bà sang thăm tôi nhé. Thân đi làm rể mà người ta được vợ, bạn bè hát ngạo tôi xúc tép nuôi con. Xúc tép nuôi con, vậy mà nói thương tôi. Tôi nhờ có chút xíu chuyện mà cũng có làm được nữa. Mậu à, thôi nói thì nói vậy chứ mậu lấy chồng xa, cha mẹ bên nhà để đó tôi lo liệu giùm cho. Thế nào người ta cũng khen á, cái thằng rể hụt mà nó có yêu. Bờ làm ngò trái tay. Chỉa mày tôi chi vậy? Có phải tôi chơi bạn xấu bạn nghèo thu ngõ bạn trai? Chỉ gặp ông mai chứ đâu có biết mất mày vàng hay. Cha mẹ đặt đâu thì xin ngồi đó, dù trong bụng không thương cũng theo ý cha mẹ già. Mang dòng đâm dày rồi mắng ba tình nghĩa, rồi con rồi cái rồi ai rồi âm. Như chiến viên nó quen lòng, nghe nghe quen đầu nhớ chồng quen người. Dạ, Tài Tùng, Võ Ngọc Quyền xin cảm ơn đại gia đình, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.